Được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chúng tôi nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay á Phương có đi đến một cái ngôi chùa lớn ở quê Phương nè cả nhà. À không, phải nói là gần quê Phương. Ở đây là thuộc về thành phố Sóc Trăng á cả nhà. Thì đây là cái chùa Phật Học 2. Đúng á là tên là chùa Linh Ứng, nhưng mà mọi người hay gọi là chùa Phật Học 2, chùa rất là lớn luôn cả nhà. Ở đây có một cái tượng mẹ Quan Âm. Đây, tượng mẹ Quan Âm rất là lớn luôn cả nhà. Hôm nay là mùng 1 Tết á, nên Phương đến viếng chùa. Năm nào cũng vậy hết. Tới cứ vào ngày mùng 1 á là Phương sẽ đến viếng. Bây giờ thì Phương sẽ đi vào bên trong nha cả nhà. Đi vào bên chính điện trước, rồi Phương sẽ đi dài dài ra phía sau nữa. Rất là nhiều tượng Phật vòng vòng đây luôn. Hôm nay mời cả nhà mùng 1 Tết cùng theo Phương đi viếng chùa nha cả nhà. Sẵn đây thì mùng 1 Tết Phương xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, vạn sự như ý, mọi điều luôn may mắn nha cả nhà. Đây, giờ Phương sẽ đi nha. Nước đi.
nhiều cá luôn cả nhà. Cả nhà xem nè. Ôi 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 ôi. Quá trời cá bên đó luôn. Cá to quá luôn cả nhà, giờ để phun cho cả nhà bên đó xem nha. Cảnh ở ngoài đây rất là đẹp luôn cả nhà. Ở bên phía bên đó có một tượng Thích Ca. Rất là to luôn. Ở bên đó là tượng Phật nằm. Cá chép vàng to quá to luôn. Cá chép vàng và cá cha cả nhà. Cái kìa vàng kia nha. Đây mọi người đang đi gãi thức ăn cho nó ăn nè cả nhà. Wow, cá cha cả nhà, quá to luôn. Và cá chép vàng. To lắm cả nhà ơi. Tại ấp cổ cò xã Long
phố Nguyễn Thị Đông Tân, Lê Thị Thanh Tuyết 23 tuổi, Lê Ngọc Dương 1 tuổi, Dương Ngọc Tiếu 1 tuổi, Dương Ngọc Thảo 1 tuổi. Ơi nó đi ra mình nè cả nhà. Cả nhà coi cái chân nó kìa. Hey. Nghe nè. Ui. Nó đi ra mình nè cả nhà. Nè. Ui. Hello, hello. Đây là ở phía sau nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, những tượng Phật ở phía sau nè cả nhà. Giờ thì Phương xin phép cả nhà dừng video ở đây nha. Để Phương tiếp tục thắp nhang. Hẹn cả nhà vào những video kế tiếp nha cả nhà.